Con đã trông cậy ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, để Ngài đã nghe con khấn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta. Lạy Chúa, này con đây, xin đến thực thi Ngài. Y lễ trên bàn thờ đây, lễ phẩm dâng Ngài cũng không ngưng. Nhưng Ngài mở tay con hiểu rằng, Ngài chẳng muốn của lễ hay là y tế. Thì nay con nguyện đến Chúa ơi. Lạy Chúa, này con đây, xin đến thực thi Ngài. Như sách đã thuật về con, lạy Chúa con thực tình sung sướng để được sống theo thánh ý Ngài. Lạy luật Chúa được ghi trong tận lòng con, để đời con hằng dõi bước theo. Lạy Chúa, này con đây, xin đến thực thi ý Ngài.